Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý Phật tử cùng toàn thể quý vị. Quý vị đang đến với bản tin Phật sự số 35 của kênh thông tin tổng hợp Phật giáo Tiền Giang. Bản tin được phát vào lúc 20:30 ngày 29 âm lịch hàng tháng. Bản tin Phật sự hôm nay ngày 9 tháng 3 năm 2024 nhằm ngày 29 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Nhân dịp đầu năm mới, ban biên tập chương trình xin kính gửi đến quý chư Tôn Đức Tăng Ni, quý Phật tử và toàn thể quý vị năm Giáp Thìn nhiều sức khỏe, an vui và thành tựu. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin trân trọng cảm ơn quý vị đã luôn luôn quan tâm theo dõi bản tin. Chúng tôi sẽ luôn luôn đổi mới và hoàn thiện để không phụ lòng tin yêu của quý vị. Kính thưa quý vị, và bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang họp lệ đầu năm Giáp Thìn. Phật giáo các huyện thị họp phiên đầu năm triển khai các hoạt động Phật sự. Ban thông tin truyền thông họp triển khai kế hoạch tổ chức khóa bồi dưỡng chuyên ngành năm 2024. Ban trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang tổ chức khai đàn dược sư cầu bình an đầu năm Giáp Thìn tại chùa Vĩnh Tràng. Đàn trang dược sư Thức Châu tại tổ đình Linh Bửu, huyện Tân Phú Đông thành tựu viên mãn. Và sau đây kính mời quý chị Tôn Đức và quý vị cùng đến với phần tin chi tiết. Kính thưa quý chị Tôn Đức cùng quý liệt vị, sáng ngày 26 tháng 2 năm 2024, nhằm ngày 17 tháng Giêng năm Giáp Thìn, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang mở họp lệ phiên đầu năm triển khai một số Phật sự quan trọng. Trong quý 1, phiên họp được diễn ra tại văn phòng Ban trị sự Tổ đình Vĩnh Tràng, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Phiên họp dưới sự chủ tọa của Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Hòa thượng Thích Giác Nhân, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh, Chư Tôn Đức Phó Trưởng ban trị sự, Thượng tọa Thích Nhuận Đức, Thượng tọa Thích Thiện Lưu, Trưởng ban hướng dẫn Phật tử, Thượng tọa Thích Giác Nguyên, Trưởng ban Hoằng pháp, Thượng tọa Thích Trung Chánh, Trưởng ban từ thiện xã hội, Đại đức Thích Huệ Phát, Chánh thư ký kiêm Trưởng ban giáo dục Phật giáo, Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nghiêm, Trưởng phân ban Ni giới, Ni trưởng Thích Nữ Huệ Năng, Trưởng ban kinh tế tài chánh, Chư Tôn Đức Tăng Ni ban thường trực, thành viên ban trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang đồng tham dự. Đại diện lãnh đạo chính quyền có bà Bùi Thị Mai, Trưởng ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh, ông Dương Hoàng Bảo Ngọc, Phó Trưởng ban Tôn giáo tỉnh, ông Phạm Anh Tuấn, Trưởng phòng Tôn giáo dân tộc thuộc Ban Dân vận tỉnh Tiền Giang, bà Lê Thị Trang, Ủy viên thường trực, Trưởng ban Tôn giáo dân tộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang, ông Lê Văn Mạnh, Phó Trưởng phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Tiền Giang đồng tham dự. Trong lời phát biểu khai mạc phiên họp, Thượng tọa Thích Quảng Lộc gửi lời chúc năm mới an lành đến chư tăng ni và quý quan khách. Thượng tọa nhấn mạnh, năm 2024, ban trị sự tiếp tục thực hiện các Phật sự theo như chủ đề đại hội nhiệm kỳ đã đề ra. Theo như nghị quyết hội nghị kỳ 3, năm nay Phật giáo tỉnh nhà quyết thực hiện thành công ban quản trị các tự viện. Vì vậy rất mong chư Tôn Đức và quý quan khách tham dự phiên họp hôm nay có những góp ý thiết thực để các Phật sự trong năm Giáp Thìn 2024 được thành tựu, góp phần làm trang nghiêm Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đại đức Thích Đức Minh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban trị sự Phật giáo tỉnh, thông qua chương trình cho biết, phiên họp sẽ tập trung lắng nghe báo cáo tình hình sinh hoạt của Phật giáo tại các địa phương trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, triển khai kế hoạch tổ chức Pháp hội Dược sư đầu năm 2024 và một số vấn đề thuộc chuyên ngành khác. Đại đức Thích Huệ Phát thay mặt Ban Thư ký báo cáo một số hoạt động trọng tâm của Ban trị sự Phật giáo tỉnh trong dịp trước và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Theo đó, trong không khí phấn khởi của những ngày xuân, các hoạt động chúc Tết theo truyền thống của dân tộc được Ban trị sự tiếp nhận và thực hiện trang trọng. Về tình hình tổ chức đón xuân tại Ban trị sự và các tự viện được diễn ra an toàn, lành mạnh và vui tươi. Về công tác từ thiện xã hội hỗ trợ bà con nghèo trong dịp Tết Nguyên đán 2024, toàn tỉnh đạt trên 12 tỷ đồng. Sau khi Ban Thư ký trình bày dự thảo kế hoạch tổ chức các Phật sự sẽ được thực hiện trong quý 1 năm 2024, Thượng tọa Thích Quảng Lộc thay mặt chủ tọa phiên họp giải trình một số điều mục và lấy ý kiến biểu quyết của chư Tôn Đức. Thực hiện theo kế hoạch đã đề ra, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang sẽ tổ chức Pháp hội Dược sư từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 3 năm 2024, nhằm ngày 22 đến ngày 28 tháng Giêng năm Giáp Thìn tại chùa Vĩnh Tràng. Mỗi ngày, chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử trong tỉnh sẽ luân phiên trì tụng Kinh văn Dược sư Bổn Nguyện Công Đức, huân tu công đức hồi hướng nguyện cầu cho thế giới hòa bình, quốc gia hưng thịnh, muôn dân an lạc.
đến ngày cuối khóa của Pháp hội Dược sư, Ban trị sự sẽ tổ chức cúng dường ngũ bách tăng, nghi thức cổ Phật khất thực trong khuôn viên chùa Vĩnh Tràng. Thượng tọa Thích Quảng Lộc cũng triển khai một số công tác của ngành tăng sự xoay quanh vấn đề thành lập ban quản trị cơ sở tự viện, đề nghị chư tôn đức lãnh đạo Ban trị sự Phật giáo các huyện thị hướng dẫn các tự viện lập thủ tục cho kịp tiến độ. Tại đây, chư tôn đức cũng có nhiều phát biểu hầu làm sáng tỏ các điểm trong kế hoạch cần thực hiện. Thay mặt lãnh đạo các ban ngành tham dự phiên họp, bà Bùi Thị Mai, trưởng ban tôn giáo tỉnh Tiền Giang, ghi nhận những đóng góp thiết thực về công tác từ thiện xã hội của ban trị sự và các tự viện trong dịp xuân Giáp Thìn vừa qua, công tác tổ chức lễ hội và vui xuân lành mạnh. Về việc thành lập ban quản trị cơ sở tự viện là để cho sinh hoạt phù hợp với luật tín ngưỡng tôn giáo đã quy định. Vì vậy, đề nghị các tự viện thực hiện trên tinh thần hòa hợp, an vui và thuận lợi. Bà Mai cũng hứa rằng ban tôn giáo sẽ tiếp tục hỗ trợ ban trị sự Phật giáo thực hiện các Phật sự đúng với pháp luật đã quy định. Bà Lê Thị Trang, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang, có lời phát biểu tại phiên họp thông báo về tình hình hoạt động từ thiện và an sinh xã hội chung của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trong dịp xuân Giáp Thìn vừa qua. Bà cũng cho biết trong đó Phật giáo chiếm tỷ lệ hoạt động rất lớn, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho cộng đồng và xã hội. Nhân đây, bà Lê Thị Trang cũng nhắc lại việc Ban trị sự Phật giáo tỉnh đã có tham luận về việc tiếp tục tích cực bảo vệ môi trường trong thời gian tới, góp phần cùng với tỉnh nhà giữ vững danh hiệu top 5 trên toàn quốc có môi trường sạch đẹp. Ông Lê Văn Mạnh cũng có lời phát biểu chuyên ngành tại phiên họp. Đúc kết phiên họp, Thượng tọa Thích Quảng Lộc rất hoan hỷ với tinh thần làm việc và những góp ý chân thành thẳng thắn của chư tôn đức cùng quý quan khách trong phiên họp. Đó là tiền đề để Ban trị sự Phật giáo tỉnh nhà tiếp tục hoàn thành các Phật sự sắp tới. Thượng tọa cũng gợi ý một số công việc để Ban trị sự Phật giáo các huyện thị và các ban ngành trực thuộc quan tâm thực hiện như chư tăng ni cần nên cảnh giác nhiều hơn nữa trong các cách giao tiếp, ứng xử để tránh gây ảnh hưởng xấu đến giáo hội và tăng đoàn. Ban hướng dẫn Phật tử cần nên có kế hoạch về khóa tu mùa hè sớm để chuẩn bị cho chu đáo. Ban thư ký cũng sớm hoàn thành kế hoạch tổ chức khóa bồi dưỡng chuyên ngành để ban thường trực xem xét và thực hiện. Về kế hoạch tổ chức khóa bồi dưỡng chuyên ngành thông tin truyền thông năm 2024 đã được thường trực ban trị sự chấp thuận, đề nghị thường trực ban thông tin truyền thông liên lạc với ban thư ký để có các văn bản hướng dẫn tiếp theo cho kịp thực hiện vào hạ tuần tháng 2 âm lịch như kế hoạch đã đề ra. Kính chúc chư tôn đức và quý vị khách quý luôn giữ sức khỏe, thành tựu trong công tác và an lạc trong đời sống. Kính thưa quý vị, sau Tết Nguyên Đán, để bắt đầu cho các hoạt động Phật sự năm Giáp Thìn, những ngày vừa qua, Ban trị sự Phật giáo các huyện thị thành trong tỉnh đã tổ chức họp lệ tại văn phòng Ban trị sự Phật giáo địa phương. Theo đó, sáng ngày 25 tháng 2 năm 2024, nhằm ngày 16 tháng Giêng năm Giáp Thìn, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Gò Công đã tổ chức phiên họp đầu năm tại văn phòng Ban trị sự tỉnh xã Ngọc Quang, đường Nguyễn Thìn, ấp Thuận An, xã Long Thuận. Phiên họp có sự tham dự chứng minh của Thượng tọa Thích Giác Nguyên, Phó trưởng Ban trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang, trưởng Ban trị sự Phật giáo thị xã Gò Công, cùng chư tôn đức trong ban thường trực Ban trị sự, trụ trì các tự viện trong thị xã Gò Công đồng tham dự. Tại huyện Cái Bè, dưới sự chủ tọa của Thượng tọa Thích Thiện Lưu, Phó trưởng Ban trị sự Phật giáo tỉnh, trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Cái Bè, sáng ngày 28 tháng 2 năm 2024, nhằm ngày 19 tháng Giêng năm Giáp Thìn, Ban trị sự Phật giáo huyện đã tổ chức phiên họp lệ đầu năm tại văn phòng Ban trị sự chùa Thiền Quang, xã Tân Thanh. Phiên họp đã thông qua danh sách tham dự Pháp hội Dược sư tại tổ đình Vĩnh Tràng vào ngày 24 tháng Giêng năm Giáp Thìn, triển khai nội dung thông tư số 795 của Hội đồng trị sự và công văn 022 của Ban trị sự Phật giáo tỉnh về việc hướng dẫn thành lập ban quản trị cơ sở tự viện. Đồng thời, phiên họp cũng thông qua danh sách các học viên tham dự khóa bồi dưỡng chuyên ngành thông tin truyền thông năm 2024 tại tổ đình Vĩnh Tràng, được diễn ra từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 4 năm 2024, nhằm ngày 23 đến ngày 29 tháng 2 năm Giáp Thìn do Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh tổ chức. Sáng ngày 29 tháng 2 năm 2024, nhằm ngày 20 tháng Giêng năm Giáp Thìn, tại văn phòng Ban trị sự chùa Trường Khánh, ấp Bình Hòa, xã Long Bình Điền, Ban trị sự Phật giáo huyện Chợ Gạo cùng chư tôn đức tăng ni trụ trì các tự viện trong huyện đã tổ chức phiên họp lệ đầu năm, triển khai các hoạt động Phật sự và phổ biến nội dung các công văn của Ban trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang trong quý 1 và quý 2 năm 2024.
Qua báo cáo của Ban Thư ký và Chư Tăng Ni cho biết, dịp trước và sau Tết Nguyên đán, các tự viện đã tổ chức trao tặng quà cho bà con vui xuân đón Tết và bàn giao nhà tình thương, với tổng trị giá hơn 3,3 tỷ đồng. Về công tác tổ chức vui xuân tại các tự viện đã được diễn ra lành mạnh, trật tự, an toàn và tiết kiệm. Tại huyện Gò Công Tây, sáng ngày 1 tháng 3 năm 2024, nhằm ngày 21 tháng 1 năm Giáp Thìn, tại văn phòng Ban trị sự Phật giáo huyện, chùa Linh Sơn, khu phố 1, thị trấn Vĩnh Bình, Chư Tôn Đức Ban trị sự Phật giáo huyện đã tổ chức phiên họp đầu xuân để triển khai công tác Phật sự năm 2024. Thượng tọa Thích Nhuận Đức, Phó trưởng Ban trị sự Phật giáo tỉnh, trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Gò Công Tây đã chủ tọa và có phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Phiên họp cho biết, thực hiện theo tinh thần hướng dẫn của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và sự chỉ đạo trực tiếp của Ban trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang, các tự viện đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, cùng chung tay chăm lo cho bà con có hoàn cảnh khó khăn vui xuân lành mạnh. Tổng số tiền từ thiện trước và sau Tết Nguyên đán Xuân Giáp Thìn của Phật giáo huyện Gò Công Tây là trên 1 tỷ 500 triệu đồng. Sáng ngày 2 tháng 3 năm 2024, nhằm ngày 22 tháng Giêng năm Giáp Thìn, tại văn phòng Ban trị sự Phật giáo huyện Cai Lậy, chùa Phước Sơn, khu phố Bình Tịnh, thị trấn Bình Phú, Chư Tôn Đức Ban trị sự Phật giáo huyện đã tổ chức phiên họp mặt đầu xuân để triển khai công tác Phật sự năm 2024. Qua báo cáo của Ban Thư ký tại phiên họp, được biết, thực hiện theo tinh thần hướng dẫn của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và sự chỉ đạo trực tiếp của Ban trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang, các tự viện đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, chung tay chăm lo cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, vui xuân đón Tết. Tổng số tiền từ thiện trước và sau Tết Nguyên đán Xuân Giáp Thìn của Phật giáo huyện là 3 tỷ 813 triệu đồng. Thượng tọa Thích Minh Độ, Ủy viên Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Cai Lậy, chủ tọa phiên họp và có phát biểu đúc kết, nhắc nhở cho Chư Tăng Ni trong Ban trị sự, trụ trì các tự viện phải cố gắng phấn đấu hoàn thành các công tác Phật sự theo như kế hoạch đã được đề ra. Những ngày Tết Nguyên đán vừa khép lại, sáng ngày 3 tháng 3 năm 2024, nhằm ngày 23 tháng Giêng năm Giáp Thìn, tại văn phòng Ban trị sự Phật giáo huyện Tân Phú Đông, chùa Linh Bửu, ấp Tân Quý, xã Tân Thới, Hòa thượng Thích Thiện Nhẫn, Ủy viên Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang, trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện cùng Chư Tôn Đức Ban trị sự Phật giáo huyện Tân Phú Đông đã tổ chức phiên họp đầu năm Giáp Thìn nhằm tổng kết các hoạt động Phật sự trong những ngày vui xuân đón Tết, đồng thời triển khai các công tác quan trọng cần thực hiện sau Tết. Ni sư Thích Nữ Diệu Nhật, Chánh thư ký Ban trị sự Phật giáo huyện đã báo cáo các công tác Phật sự trên địa bàn huyện trong giai đoạn Tết Giáp Thìn. Theo đó, trên địa bàn huyện đã tổ chức thành công Pháp hội Dược sư tại Tổ đình Linh Bửu, được diễn ra vào ngày 19 tháng Giêng vừa qua, và chùa Bửu Châu mùng 6 tháng Giêng. Các tự viện đã phát tổng cộng 850 phần quà từ thiện trước và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn, với tổng kinh phí là 242 triệu 500 ngàn đồng. Sáng ngày 4 tháng 3 năm 2024, nhằm ngày 24 tháng Giêng năm Giáp Thìn, tại chùa Kim Tiên, văn phòng Ban trị sự khu phố 2, phường 5, thị xã Cai Lậy, cũng đã diễn ra lễ Bố Tát chung và họp kỳ đầu tiên của Ban trị sự Phật giáo thị xã Cai Lậy, nhằm báo cáo các hoạt động Phật sự trong dịp Tết Giáp Thìn và triển khai thảo luận nhiều hoạt động trong thời gian tới. Phiên họp dưới sự chủ tọa của Đại đức Thích Đức Quang, Ủy viên Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh, trưởng Ban trị sự Phật giáo thị xã Cai Lậy, cùng sự tham dự đông đủ của Chư Tôn Đức thành viên Ban trị sự, trụ trì các tự viện tại thị xã Cai Lậy. Ni sư Thích Nữ Hồng Liên, Chánh thư ký Ban trị sự Phật giáo thị xã, báo cáo tại phiên họp cho biết, trong dịp Tết Giáp Thìn, Ban trị sự và các tự viện đã trao tặng quà Tết bếp cơm đạt 1 tỷ 03 triệu 460 ngàn đồng. Tại phiên họp đầu năm, Ban trị sự Phật giáo các huyện thị đều đồng loạt triển khai công văn số 002 của Ban trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang hướng dẫn thực hiện thành lập ban quản trị các tự viện. Đây là công việc quan trọng thường trực của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã quyết tâm thực hiện hoàn chỉnh trong năm 2024. Kính thưa quý Chư Tôn Đức cùng toàn thể quý vị, buổi tối ngày 26 tháng 2 năm 2024, nhằm ngày 17 tháng Giêng năm Giáp Thìn, bằng thông tin truyền thông Phật giáo tỉnh Tiền Giang đã có phiên họp trực tuyến triển khai kế hoạch tổ chức khóa bồi dưỡng chuyên ngành thông tin truyền thông năm 2024. Phiên họp dưới sự điều phối của Ni sư Thích Nữ Diệu Tâm, Ủy viên Thường trực Ban trị sự, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh Tiền Giang và sự tham dự đông đủ của các thành viên trong Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 10 2022-2027. Phát biểu đề dẫn, Ni sư Thích Nữ Diệu Tâm cho biết,
Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang và phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Thường trực Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh lập kế hoạch tổ chức khóa bồi dưỡng chuyên ngành thông tin truyền thông và đã được Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh có văn bản chấp thuận. Theo đó, khóa bồi dưỡng sẽ diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 4 năm 2024, nhằm ngày 23 đến ngày 29 tháng 2 năm Giáp Thìn. Địa điểm tổ chức tại Chùa Vĩnh Tràng, ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho. Thành phần tham dự khóa bồi dưỡng gồm các thành viên Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh, dự kiến mời đại diện các ban ngành trực thuộc Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các huyện thị thành trong tỉnh, đại diện các tự viện trong tỉnh. Ngoài ra, các tăng ni và Phật tử có nhu cầu làm truyền thông đều được đăng ký tham dự. Trong thời gian tham dự khóa học, các học viên ở xa có thể đăng ký lưu trú tại Chùa Vĩnh Tràng và sẽ được ban tổ chức dạy kèm thêm những kỹ năng chuyên môn vào các giờ ngoại khóa. Các học viên tham dự khóa bồi dưỡng đầy đủ sẽ được cấp giấy chứng nhận khóa học và tham gia cộng tác viên với Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh Tiền Giang, cũng như các trang tin điện tử Phật giáo khác. Về chương trình học tại khóa bồi dưỡng, ban tổ chức đã thỉnh mời Chư Tôn Đức, các nhà báo và những cư sĩ có nhiều kinh nghiệm trong ngành thông tin, báo chí, quản trị mạng xã hội tham gia giảng dạy. Mỗi ngày, các học viên học 2 buổi, sáng bắt đầu từ 8 giờ đến 10 giờ, chiều bắt đầu từ 14 giờ đến 16 giờ. Đây là khóa bồi dưỡng chuyên ngành thông tin truyền thông đầu tiên do Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh Tiền Giang tổ chức. Vì vậy, các thành viên trong ban đã có nhiều ý kiến đóng góp để kế hoạch được thực hiện thành công tốt đẹp. Kính thưa quý vị, thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Hội đồng Trị sự về việc tổ chức nghi lễ nguyện cầu bình an trong dịp Tết cổ truyền Xuân Giáp Thìn, sáng ngày 2 tháng 3 năm 2024, nhằm ngày 22 tháng Giêng năm Giáp Thìn, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang đã trang nghiêm cử hành nghi thức khai đàn Pháp hội Dược sư tại giảng đường Huệ Đăng, chùa Vĩnh Tràng, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Theo như kế hoạch, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang sẽ tổ chức Pháp hội Dược sư tại chùa Vĩnh Tràng từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 3 năm 2024, nhằm ngày 22 đến ngày 28 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Mỗi ngày, Chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử trong tỉnh sẽ luân phiên trì tụng Kinh Văn Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức, huân tu công đức hồi hướng nguyện cầu cho thế giới hòa bình, quốc gia hưng thịnh, muôn dân an lạc, nhà nhà hạnh phúc. Đến ngày cuối khóa của Pháp hội Dược Sư, Ban Trị sự sẽ tổ chức cúng dường Ngũ Bách Tăng, nghi thức cổ Phật khất thực trong khuôn viên Chùa Vĩnh Tràng. Sáng nay, Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Trưởng Ban Quản trị Chùa Vĩnh Tràng, Trưởng Ban Tổ chức Pháp hội Dược sư, cùng Chư Tăng Ni tại Chùa Vĩnh Tràng đã trang nghiêm cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni trong Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang, các tự viện trong thành phố Mỹ Tho và huyện Châu Thành, quang lâm đàn tràng Pháp hội Dược sư cử hành nghi thức khai kinh. Trước đàn tràng thanh tịnh, Thượng tọa đã đảnh lễ vọng bái cung thỉnh Chư Tôn Đức Hội đồng Chứng minh thường trú tại tỉnh Tiền Giang, chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang, chứng minh đàn lễ, cung an Chư Thượng tọa trong thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh vào ngôi vị đàn chủ đảm trách sám chủ, bạch Phật khai kinh và dẫn chúng trì tụng Kinh Văn Dược sư Bổn Nguyện Công Đức trong suốt một tuần lễ kiến đàn. Ngày đầu khai đàn Dược sư diễn ra thật trọng thể và trang nghiêm. Sau thời khóa tụng kinh, Thượng tọa Thích Quảng Lộc kính niệm ân Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử, đồng thời Thượng tọa cũng nhắc lại thời khóa tụng kinh tại đàn Dược sư diễn ra trong một tuần lễ như sau. Buổi sáng lúc 9 giờ do Ban Trị sự Phật giáo các huyện thị thành luân phiên trị tụng. Buổi chiều vào lúc 13 giờ do Tăng Ni sinh trường Cao Trung Phật học đảm trách. Buổi tối vào lúc 18:30 do Tăng chúng chùa Vĩnh Tràng trị tụng. Để quý Phật tử tại thành phố Mỹ Tho và các huyện lân cận Liễu Tri và sắp xếp thời gian tham dự. Riêng Pháp hội cúng dường Ngũ Bách Tăng sẽ được tổ chức vào ngày 28 tháng Giêng năm Giáp Thìn tại khuôn viên chùa Vĩnh Tràng. Chư Tăng Ni và quý Phật tử nếu có phát tâm tùng sự cúng dường thì liên lạc với ban tổ chức để có sự sắp xếp chu đáo và trang nghiêm. Kính thưa quý vị, sáng ngày 28 tháng 2 năm 2024, nhằm ngày 19 tháng Giêng năm Giáp Thìn,
Thưa sự chỉ dạy của Hòa Thượng Thích Thiện Nhẫn, Ủy viên Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Tân Phú Đông, Viện chủ Tổ đình Linh Bửu, ấp Tân Quý, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang, Ni sư trụ trì cùng tứ chúng đã trang nghiêm thiết lập đàn tràng Dược sư Thất Châu đầu năm Giáp Thìn. Đạo tràng đã cung thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni Quang Lâm trì Dược sư Kinh, niệm Dược sư Hiệu, thắp Dược sư Đăng, cầu nguyện thế giới hòa bình, nhân dân an lạc, mưa thuận gió hòa, mùa màng thịnh vượng, thiền môn hưng thạnh, Phật Pháp trường hưng. Linh Bửu tự ngày một phát triển vững mạnh trong chánh pháp. Đạo tràng Phật tử chùa Linh Bửu, phước thọ tăng long, bồ đề tâm kiên cố. Đồng kỳ nguyện chư hương linh ký danh anh hùng chiến sĩ vì quốc dòng thân. Những chiến sĩ áo trắng cùng nạn nhân dịch bệnh đều nương nơi dược sư đàn này mà sanh về lạc cảnh. Quang Lâm chứng minh tham dự pháp hội có Hòa Thượng Thích Trí Huân, chứng minh Ban trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang, Hòa Thượng Thích Giác Nhân, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Ban trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang, Hòa Thượng Thích Đạt An, chứng minh Ban trị sự Phật giáo huyện Chợ Gạo, Hòa Thượng Thích Trí Đạt, chứng minh Ban trị sự Phật giáo huyện Gò Công Tây, Thượng tọa Thích Nhuận Đức, Phó trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Gò Công Tây, Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Thường trực Ban trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban trị sự Phật giáo quận nhất thành phố Hồ Chí Minh, Đại đức Thích Huệ Phát, Phó trưởng ban kiêm chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nghiêm, Phó trưởng ban trị sự, Trưởng phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Tiền Giang, chư Tôn Đức Tăng Ni các tự viện trong và ngoài tỉnh cùng đông đảo Phật tử gần xa đồng tham dự. Điều phúc thọ mọi người tiếp đón, chuyện tai ương ai nấy mong qua, vì nghiệp duyên nên cầu nguyện đại tướng Dược Xoa, muốn an lạc phải quy y Đông Phương Giáo Chủ. Ngay từ sáng sớm, đạo tràng đã trang nghiêm cung thỉnh chư Tôn Đức giáo phẩm Quang Lâm Tổ Đình chứng minh và tham dự pháp hội. Sau khi ổn định đàn tràng, toàn thể hội chúng đã nhất tâm kiền thỉnh Đại Tăng Quang Lâm đàn tràng Dược sư Thất Châu, đồng hòa âm phùng diễn kinh văn Dược sư, hồi hướng cầu nguyện thế giới hòa bình, nhân dân an lạc. Pháp hội Dược sư được chứng minh của chư Tôn Đức và sự gia trì của đại chúng đã góp phần linh thiêng thành tựu như pháp. Từ đó có thể khẳng định lễ cầu an bổn mạng đầu năm của Phật giáo là lễ hội văn hóa tâm linh của dân tộc, là nghi lễ thiết yếu không thể tách rời quần chúng trong đời sống xã hội ngày nay. Tại pháp hội, khi người Phật tử tụng kinh Dược sư cần có niềm tin mãnh liệt với 12 đại nguyện của Đức Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai, từ đó phát tâm dũng mãnh trên con đường thực hành Bồ Tát Đạo, từng bước đi vào thế giới tịnh lưu ly của Đức Phật Dược sư. Sau khóa lễ, thay mặt đạo tràng Tổ đình Linh Bửu, Đại đức Thích Minh Phát đã dâng lời tác bạch cúng dường lên chư Tôn Đức Đại Tăng, nêu lên tâm nguyện quý kính Tam Bảo và niềm tin chân chính vào lời Đức Phật dạy trong kinh Dược sư, ngưỡng mong trượng chú lực cho báo thân mạnh khỏe, nhờ kinh văn cả quyến thuộc khoan hòa, bọn ác ma theo tiếng mõ quy y, mọi tà chướng nghe tiếng chuông cát tán, khắp thế giới hòa bình an lạc hành đạo từ bi, trong quốc gia hưng dượng phú cường phát tâm dũng lực. Ban đầu từ tại pháp hội, Hòa Thượng Thích Giác Nhân rất hoan hỷ trước sự trang nghiêm của đàn tràng Dược sư Thất Châu mà đạo tràng Tổ đình Linh Bửu đã thành tâm kiến tạo. Với sự thanh tịnh chú nguyện của chư Tôn Đức hôm nay, nguyện cho chánh pháp mãi xưng minh, thế giới hòa bình, muôn dân an lạc. Chúc đạo tràng Tổ đình Linh Bửu được sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích Thiện Nhẫn ngày một quang huy. Hòa Thượng cũng đại lao cho tăng già nhị bộ như pháp thọ nhận sự cúng dường của quý Phật tử. Quý vị thân mến, bản tin Phật sự số 35 kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của chư Tôn Đức Tăng Ni và quý vị. Kính chúc chư Tôn Đức nhiều sức khỏe, Phật sự viên thành. Kính chúc quý vị luôn an lành và thành đạt. Xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo trên kênh thông tin tổng hợp Phật giáo Tiền Giang. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.